Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Fortuner máy xăng một cầu gia đình sử dụng. Anh chị nào đang có nhu cầu thì mình lái sản phẩm này về. Chất lượng khá là ok các anh chị. Được trang bị khá là nhiều các option. Camera 360 độ rồi ghế da rồi bọc trần mọi thứ rất là nhiều. Thì giờ đây Huy sẽ mời các anh chị cùng với Huy mình trải nghiệm sơ bộ về sản phẩm. Thì trước khi mà đi xem về sản phẩm thì Huy sẽ thông tin cho anh chị nắm về sản phẩm này. Đây là chiếc xe Fortuner máy xăng. Xe này được chủ xe mua tại Toyota An Sương. Chủ xe thì ở Gò Vấp các anh chị. Và biển số xe hiện tại là 51F47498. Hiện tại sản phẩm này mua vào tháng 6 năm 2017. Đi được 47.000 cây số nha. Huy cùng các anh chị mình sẽ trải nghiệm về sản phẩm này. Đây. Màu bạc rất là đẹp và anh chị có thể xem được độ khuyến khích giữa các chi tiết. Vỏ. Đây, vỏ. Mọi thứ. Không che vào đâu được nha các anh chị. Che mưa, dán phim. Rồi những cái đây, chén cửa. Mà chrome. Những cái ốp để tránh việc trà xước. Cái phần ốp nhựa phía dưới chủ xe rất là kỹ, gia đình sử dụng các anh chị. Fortuner máy xăng anh chị thấy không, gầm nhún thì yên tâm. Về phần động cơ thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm 20.000 cây số, cũng như là về hộp số. Ngoại thất thì anh chị như anh chị thấy màu bạc và những cái đường găng anh chị thấy không, còn rất là đều. Còn những cái đường găng đây và khe hở giữa các chi tiết. Và về màu thì anh chị nhìn từ trước ra sau thì anh chị sẽ thấy được về cái độ đều màu. Đó. Những cái nó không có vụ là nhấp nhô về mặt. Mọi thứ còn ok lắm nha các anh chị. Đèn thắng thì sử dụng công nghệ đèn LED. Camera gear, có camera gear, cảm biến gear. Đây, còn vỏ sa cua thì chưa chạm đất nha anh chị. Chưa chạm đất. Đó, gầm nhún anh chị thấy không? Rất là đẹp. Và đối với Fortuner máy xăng 2017 đã được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Động cơ thì sử dụng hệ thống phối khí thông minh được bố trí trên cam nạp và cam xả đua VVTi. Còn về hệ thống an toàn thì ổn định điện thân xe rồi hệ thống hỗ trợ khởi hành ngăn dốc đều có đầy đủ hết các anh chị. Phân bổ lực phanh điện tử. Còn về ngoại thất của xe thì như anh chị thấy. Huy quay chi tiết cho anh chị xem. Xe này được trang bị camera 360 độ luôn anh chị ha. Đó, mình có thể quan sát được cái xe của mình từ trước ra phía sau và vị trí của xe. Cho nên là khi mà di chuyển ghe đồ thì sẽ rất là tiện lợi. Đó, mình sẽ tránh được những cái va chạm. Ok anh chị thấy không? Đây là hông bên phải từ trước ra sau. Còn rất là đẹp. Xe được chủ xe bảo dưỡng đầy đủ rất là kỹ các anh chị ở Toyota Lý Thường Kiệt nha. Huy có lịch sử đầy đủ rõ ràng cho nên chị mua những sản phẩm này về thì mình hoàn toàn yên tâm. Tuy 2017 nhưng chất lượng xe còn rất là đẹp và những cái tính năng an toàn của xe thì hầu như cũng khá là đầy đủ rồi. Thì Huy mời các anh chị cùng với Huy mình sẽ trải nghiệm sơ bộ phần nội thất bên trong của sản phẩm này nha các anh chị. Huy mời các anh chị cùng Huy mình xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây, nội thất thì anh chị xem. Ở trên trần thì chủ xe đã bọc ni lông trần, bọc trần 3D rồi các anh chị. Nhìn rất là đẹp và mới. Cái trần này anh chị đắt lắm nha, bọc đắt lắm. Và nó có cái độ cách nhiệt. Cho nên là tuy là mình đậu ở ngoài trời nó nắng như thế này á, nhưng mà ở trong mắt rồi ghế, da này da theo xe nha, da xịn nha các chị. Da theo xe, hàng nhập, da nhập, cho nên là rất là xịn. Đồ nghe chắc chắn rồi, chưa sử dụng con đội. Vỏ sắt cua chưa chạm đất mà. Đó. Anh chị thấy không? Mình mua cái sản phẩm này về anh chị tiết kiệm được nhiều lắm các anh chị. Bây giờ hiện tại xe mới bây giờ mà anh chị mua nó cũng đâu thay đổi gì nhiều đâu. Mà anh chị phải bỏ ra đâu đó ngoài 1 tỷ 3. Ngoài 1 tỷ 3.
thì Huy thấy là những cái sản phẩm như thế này chất lượng, lướt được hãng kiểm tra kỹ, xe gia đình đi sử dụng kỹ nữa thì anh chị tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Cho nên là anh chị mà muốn mua xe mới thì có thể liên hệ Huy tư vấn cho anh chị. Rồi anh chị có thể đến Toyota Tân Cảng bên Huy mình xem xe mới với xe qua sử dụng đây. Rồi anh chị chọn lựa xe. Hiện tại thì bên Huy 28 có này, 29 có này và hai này 27. Nhưng mà về cái tính năng với cái option của nó thì nó cũng na ná nhau. Riêng thằng 27 này thì Huy thấy chất lượng của thằng này nó ok. Phụ xe đi giữ kỹ hơn hai chiếc còn lại. Đó, cho nên là Huy sẽ quay cho anh chị xem. Còn anh chị nào mà có thích thì cứ đến bên Huy mình coi. Trong ba chiếc đó mình thích chiếc nào thì mình lấy chiếc đó. 2018 thì hiện tại là chiếc đó là bên Huy chạy mới 25.000 cây số thôi. 25.000 cây số, 930 triệu, xe đó cũng đẹp. 2019 thì xe đó chạy 61.000 cây số, 965 triệu, xe đó cũng được. Nhưng mà về chất xe thì Huy thấy thằng này với thằng 2018 thì ổn hơn. Tuy là đời nó thấp hơn tí xíu nhưng mà cảm thấy nó ok hơn. Đây anh chị, Eco Power, hộp số 6 cấp, hệ thống điều hòa 2 dàn, trước sau đều sử dụng hệ thống điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm Start Up. Có lại chuyển số trên vô lăng, rất là tiện, đèn auto tự động, một tự động. Còn kính lên xuống thì tự động, một chậm chống kẹt ở tất cả các cửa này nha. Đó, gương, gập điện, đó, mấy cái nút này không có mòn nha anh chị. Xe này thì anh chị tha hồ mà chạy. Rồi sơ bộ cho anh chị nắm về phần nội thất. Đây là phần động cơ. Động cơ mới, hộp số mới, hàng nhập, xe mới. Nhìn rất là đẹp nha anh chị. Đây anh chị xem. Còn khung xương rồi anh chị yên tâm nha. Bên Huy là kiểm tra kỹ lưỡng, không lỗi bên Huy mới lái vô. Bảo dưỡng, làm đẹp, vệ sinh, bán lại cho anh chị. Bảo hành động cơ, hộp số, 1 năm 20.000 cây số. Cam kết là chưa từng tháo rã đại tu. Mọi thứ là chất lượng ổn, xe bảo hành, bảo dưỡng hãng đều. Cho nên anh chị yên tâm, xe Toyota bền lắm. 5.000 cây số anh chị đi bảo dưỡng. Giống như chiếc xe này, khách hàng đi bảo dưỡng đều thường xuyên. Thì chất lượng xe thì anh chị chạy 800-900.000 bình thường, không sao hết các anh chị. Động cơ vẫn nổ rất là êm. Toyota nổi tiếng anh chị biết rồi, bền, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, chi phí thay thế phụ tùng cũng rẻ luôn. Và phụ tùng thì hầu như rất là dễ kiếm. Sản phẩm với giá 865 triệu, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Cũng như là Huy sẽ xin cho anh chị bớt lọc cho anh chị để hỗ trợ thêm chi phí đăng ký sang tên cho anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo ạ.